Xin chào các bạn, mình tên là Ly. Mình sinh năm 95 và hiện tại thì mình đang sống và làm việc tại Thái Nguyên. Cách đây 4 năm thì mình sống tại Đài Loan. Lúc đó thì tình trạng răng của mình là sâu và khớp khểnh. Cũng do là ở quê mình thì mọi người không chú ý đến chăm sóc sức khỏe răng miệng và nha khoa thì chưa được phát triển. Mình nhìn mọi người cười nói thì tự tin thì rất là ao ước. Cái lúc mình ở bên Đài Loan thì mình có qua một nha khoa nhỏ ở bên đó để kiểm tra lại răng. Thì bác sĩ ở bên đó thì có tư vấn cho mình làm lại 5 răng cửa thẩm mỹ. Thì do là tiếng mình chưa được thông thạo nên là mình đã chọn loại răng bằng kim loại. Thì khi làm răng xong thì mình ăn nhai cũng tốt. Tuy nhiên thì một thời gian sau thì viêm lợi bị đen và mình bị viêm lợi nhẹ. Sau khi mình về nước thì mình có gặp lại một chị bạn của mình làm tại nha khoa Thùy Anh. Thì chị ấy có giới thiệu mình qua phòng khám để kiểm tra lại răng. Thì mình có qua phòng khám để kiểm tra thì bác sĩ bên nha khoa Thùy Anh thì có tư vấn rất kỹ cho mình về hiện trạng răng của mình. Và cũng do nhu cầu công việc của mình là giao tiếp khá là nhiều, vì thế là mình đã quyết định làm lại thẩm mỹ răng cửa. Mình cũng có yêu cầu bác sĩ làm lại hình thể răng cho mình, nhìn sao cho nhỏ nhắn và xinh đẹp hơn. Thì sau khi làm răng xong thì mình cảm thấy là không còn bị viêm lợi và viền trên răng thì không còn bị đen nữa. Ăn nhai thì tốt và mình cảm thấy tự tin với cái nụ cười hiện tại của mình. Mình nghĩ rằng là răng miệng thì rất cần thiết trong đời sống. Nếu các bạn có đi làm răng thì nên chọn làm loại răng sứ cao cấp. Vì nếu mà các bạn làm loại kim loại như mình ấy, thì vừa tốn chi phí ấy, vừa cái quá trình làm đi làm lại thì cảm giác rất là sợ. Mình thấy là nha khoa Thùy Anh thì rất là chu đáo, nhiệt tình, nhẹ nhàng. Và đặc biệt là bác sĩ Kim thì rất là hay cười.